xin chào các anh chị và các bạn Chào mừng mọi người đến với chương trình tự học tiếng Hoa của chúng tôi Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu phần 1 trên 5 của bài 14 Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi và Phần đầu tiên này chúng ta cũng tìm hiểu về các cái từ mới của bài Thứ nhất chúng ta có từ hoàng triệu Hoàng triệu âm hóng Việt là võng cầu à, Võng có nghĩa là cái lưới Hoàng có nghĩa là cái lưới Ví dụ dưới hoàng là cái lưới đánh cá Hoàng này vốn có nghĩa là cái lưới để mà bắt thú hoặc là bắt cá ở dưới nước còn chúng ta có một từ nữa là la là cái lưới để bắt chim Cho nên mình mới có từ là răng thiên la địa võng Tức là vừa lưới trên trời mà vừa lưới dưới đất và dưới nước nữa Cho nên là khó mà chạy thoát Thiên la địa võng Rồi, ở trong phạm vi của bài thì từ hoàng xỉu này có nghĩa là quần vợt hoặc là tennis Động từ chơi tennis sẽ là tà à, Sẽ là tà Chúng ta xem ví dụ bên dưới Nì khuấy tả hoàng xỉu ma khuấy tả hoàng xỉu ma bạn biết chơi tennis không hoặc là bạn, bạn biết đánh tennis không? Hui, khờ sư của tà tớ bố hậu. Hui, khờ sư của tà tớ bố hậu. Biết nhưng mà tôi chơi không có tốt. Cái môn này đó là một cái môn mình cần phải học hỏi rèn luyện. Đó là một kỹ năng cho nên chúng ta dùng hui <laughs> chứ không có dùng tri to. Nì treo cho họ hò ma. Bạn dạy tôi <laughs> một chút được không? Động từ lặp lại thì nghĩa giảm đi treo treo họ hò ma. Bạn dạy tôi một chút được không? Của tà tớ bố hậu. <laughs> chấm mà tôi uh, không tốt nị, là làm sao nị, Làm sao có thể dạy cho bạn uh, Làm sao có thể dạy cho bạn Và chúng ta mở rộng thêm Có từ lãnh xỉu Lãnh xỉu là bóng rổ Lãnh không là cái rổ uh, Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào Nhiều huy tả hoàng xỉu ma NÌ CHÀO CHÀO HỌ HỌ MÀ HỒ TÀ TÀ PÙ CHÀO NÌ Cái tiếp nữa chúng ta có từ thứ hai Đó là từ hỏa TÙNG hỏa TÙNG là hoạt động Ông bán Việt là hoạt động Vẫn còn dùng nhiều trong tiếng Việt của mình à, Nó sẽ có cái nghĩa là hoạt động Và cái nghĩa nữa là vận động Chúng ta xem ví dụ bên dưới NÌ xuống CHÀO TÀO TÔ CHÀI CHÀ LỊ đi xuống chào tao hoàn tôi trai cha lị bố lê mà bạn từ sáng đến tối à, cứ ở trong nhà bố lê ma không mệt à không mệt sao chin thiên của thai mãn là chin thiên của thai mãn là hôm nay tôi bận quá thai cái gì đó là thai mãn là bận quá ngoài biên khổ tung khổ tung bà chi ngoài biên khổ tung khổ tung bà đi ra ngoài vận động một chút đi động từ lặp lại nghĩa giảm đi à, vận động một chút đi Họ của Trân Sàng khổ tôn khổ tôn nè Họ của Trân Sàng khổ tôn khổ tôn nè Vâng, tôi cũng đang muốn Chuyện Trân là đang Tôi cũng đang muốn vận động một chút đây à, Trân thường hay đi với Nơ Chỉ cái hành động gì đó đang diễn ra Chúng ta xem một ví dụ bên dưới nữa Mama, chín thiên sẽ xeo dù khổ tôn Mama, chín thế sẽ xeo dù khổ tôn Mẹ ơi, hôm nay trường có hoạt động Như vậy hoạt động thì nó là danh từ Quả hoàn ý tiền khủy à Bố quan ý tiệ hoặc là quan với tiền hủy à. à. Con về nhà muộn một chút nhé Họ bố giáo thái hoàn là Họ bố giáo thái hoàn là à, Vâng Bố giáo đây là đừng đừng muộn quá nhé à, giáo thái hoàn là Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nè Nì sống chào tao hoàn tôi trai cha lì Bố lê mà Chín thiên của thai mãng là

À, tả vẫn còn dùng tả vốn có nghĩa là viết à, thời trung học chúng ta có học sinh chúng ta có cái môn là chính tả chính là ngay thẳng đúng và chính tả là cái môn mà dạy chúng ta viết cho ngay cho thẳng cho đúng à, đó là chính tả ngược lại là tà tức là sai chúng ta xem ví dụ bên dưới xeo quảng chiên hòa ni cho sơ mơ xeo quảng chiên hòa ni cho mơ bạn vương à tối hôm nay bạn làm gì chiên hoàn có nghĩa là chiên đen hoàn sang bạn làm gì ủa cha cha sẽ xin,ủa cha cha sẽ xin tôi ở nhà viết thư trong tiếng hoa luôn luôn phải nêu nơi chốn trước mới nêu hành động ở nhà rồi mới viết thư. đi cầy sưởi sẽ xin à, đi cầy sưởi sẽ xin à, bạn viết thư cho ai vậy vậy?ủa cầy má mà sẽ xin,ủa cầy má mà sẽ xin tôi viết thư cho mẹ nhớ là a viết thư cho b thì chúng ta phải nói là a cầy b sẽ xin.有什么事吗？有什么事吗？có việc gì không？ 我要一点钱交学费。我要一点钱交学费。À, tôi cần một ít tiền hay là tôi xin một ít tiền giao cũng có nghĩa là xin à, tôi xin một ít tiền để đóng học phí treo về đóng học phí từ treo cũng là trả ví dụ mình đi mua cái gì đó mình trả tiền thì là treo tiền, sẽ là học và phê là phí treo về đóng học phí xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào xe quảng chiến hòa ni cho sớm Wǒ zài jiā xiě xiān. Lǐ gěi shuí xiě xiān ne? Wǒ gěi māmā xiě xiān. Yǒu shénme shì mā? Wǒ yào yī diǎn qiān jiāo xiě fèi. Kế tiếp chúng ta có từ thứ tư đó là tiên diện. Tiên diện ở món việc là điện ảnh vẫn còn dùng nhiều trong tiếng Việt của mình. Và trong phạm vi của bài thì nó có nghĩa là phim. À, trong bài này nó có nghĩa là phim. xiao liến, Ní xì hoan khan tiên diện ma? xiao liến, Ní xì hoan khan tiên diện ma? Bạn lâm mà bạn có thích xem phim không? Hẳn xì hoan. Hẳn xì hoan, rất thích. Ní xì hoan khan, là của tiên diện. Ní xì hoan khan, là của tiên diện. Bạn thích xem phim của nước nào, là của tiên diện. Mày của tiên diện, Nì ná. Mày của tiên diện, Nì nà? Phim Mỹ Còn bản thì sao? Ủa chứa xì khoan khan Hán của tiên diện Ủa chứa xì khoan khan Hán của tiên diện đây là chỉ Tôi chỉ thích, thích xem phim của Hàn Quốc thôi Hán của tiên diện à, Đến đây chúng ta có mở rộng Đó là Hán của Hán của là Hàn Quốc Như vậy người Hàn Quốc sẽ nói là Hán của rển Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào xiao liến Ní xì khoan khan tiên diện ma Hán xì hoan Ní sự hoan khan là của tiên diện Mày của tiên diện Ní nó Wò rửa sự hoan khan Hán của tiên diện Xin mời mọi người chúng ta xem từ thứ năm Từ thứ năm là trộn À, chậu ở à, việc là tẩu, có nghĩa là đi hoặc là chạy Và chúng ta à, lưu ý khác với từ chi là phía sau từ chậu chúng ta không có nêu ra cái điểm đến Như vậy không có nói là à, chậu trung của, chậu mày của, chỉ có thể nói chư Trung của, chư mày của thôi à, Chậu là dùng chung chung, ví dụ chúng ta đi đâu đó dừng lại uống nước và bây giờ chúng ta nói à, đi nha à, Chúng ta đi thôi và mình ba, muộn rồi chúng ta đi thôi, thay hoàn là và mình ba à, Thì được, không có nêu ra điểm đến ở phía sau từ chỗ. Chúng ta xem ví dụ bên dưới. Xéo lì xin ra chỉ tiền là. Xéo lì xin ra chỉ tiền là. À, Lý à, bây giờ mấy giờ rồi? Ba tiền ban. Ba tiền ban. Tám giờ rưỡi. Wò mến dỗ là. Chúng ta đi thôi. Muộn quá rồi. Muộn quá rồi. Sang tiên chiếu tiền thay tiên Uh, cửa hàng 9 giờ mới mở cửa chiếu tiền khai mệnh sen trai chi thay trò là uh, bây giờ đi thì sớm quá chỗ ba của pa tủ chớ chỗ ba đi thôi của pa tủ chớ tôi sợ bị kẹt xe tủ chớ là kẹt xe uh, chúng ta có từ mở rộng tủ chớ xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào xéo lì sen trai chỉ tiền là ba tiền ban 我们走吧太晚了 sang tiền chiếu tiền khai mẫn dạo là ba của pa kế tiếp chúng ta có từ thứ sáu là từ thủng trư à, từ thủng trư này vẫn còn dùng như trong một số các cái môi trường làm việc chính quy của các cơ quan nhà nước thôi còn bình thường thì không còn dùng nhiều nhưng mà trước đây thì ở ngoài người ta cũng có thể dùng cái tài liệu này của Trung Quốc nó biên soạn cũng lâu rồi À, chúng ta xem cái nghĩa cũng là đồng chí thôi Chúng ta xem các cái ví dụ bên dưới Thủng trư Hòa sáng trào quảng xe sơn Thủng trư hòa sáng trào quảng xe sơn Đồng chí ơi tôi muốn tìm ông Vương à, Tôi muốn tìm ông Vương Nín trào quán chiến lị Dù sống sơ mà Nín trào quán chiến lị Dù sơ mà Anh tìm ông giám đốc Vương Tìm giám đốc Vương có việc gì không Hòa mến dưới là Ba tiền trên miền Ủa mình họ là ba tiền trên này nằm ở trong dưới không là hẹn à, Chúng tôi đã hẹn rồi với họ là ba tiền trên miền Tám giờ gặp nhau à, không là động từ hẹn Ví dụ tôi hẹn với vài người bạn đi uống cà phê Ủa chỉ có phẩm vô Chưa hơn cà phê Chuyển tầng xe Xin chờ cho một chút Họ xe xe à, Vâng cảm ơn à, Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào Thủng trưa và sáng trào quảng xe sơn chào lý xe xe kế tiếp nữa chúng ta có từ thứ bảy đó là từ Cầy âm hướng việc là cấp chu cấp rồi này nào đó là dùng từ cấp này vẫn còn dùng trong tiếng Việt à, còn cấp độ thì nó không có dùng cái từ này với cái nghĩa là cho nó là động từ hoặc là nó cũng có thể làm giới từ rồi chúng ta xem các ví dụ bên dưới xèo hoảng thiên xèo trang cái này mơ. xèo hoảng thiên xèo trang cái này sớm bạn hoàng à hôm qua bạn trương cho bạn cái gì vậy Kể này mơ cái đây là động từ thôi tha kể của chỉ bằng hai gì số tha kể của chỉ bằng hai gì số bạn ấy cho tôi mấy quyển sách tiếng hoa là mấy bệnh đây là quyển chỉ bệnh khăn dùy xú Nà xe xú ma Nà xe xú là sách Nà xe là những quyển sách đó Dù y sư là thú vị hoặc là hay Dù y sư ma hay không Ví dụ trở bình xú dù y sư ma quyển sách này hay không Trở bản xèo số dù y sư ma Cái quyển tiểu thuyết này có hay không Như vậy là dù y sư là hay à, Trường hợp phủ định của nó là Mỹ dù y sư là không hay hay là chán phèo gì đó ủa hai mấy khan nè, của hai khan nè, tôi vẫn chưa xem nữa. ở dưới chúng ta có thêm một đoạn. Chuyên lì cái ni tả tiếng Hoa, có什么事吗？Chuyên lì cái ni tả Thiên Hoa, giám đốc gọi điện thoại cho bạn có việc gì không? A gọi điện thoại cho B thì nói là A kỳ B tả Thiên Hoa. Tha cao suo, miếng thiên sứ tiện, khai huệ. Tha cao suo, miếng thiên sứ tiện, khai huệ ông ấy cho tôi biết cao su là cho biết cho tôi biết là 10 giờ ngày mai họp khai huệ là họp xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào xèo Hoàng, chỗ thiên xèo trang kể nửa sớm tha kể của chỉ bệnh khan dù su na xe su dầu ý sư ma của hải mỹ khan nào quản lý điện Tha nói Tiếp nữa chúng ta có từ thứ tám đó là trang, à trang có nghĩa là trương, âm Hán Việt là trương, nó sẽ có hai nghĩa, một đó là lượng từ, một tấm, một tờ gì đó cái gì mỏng mỏng thì nó dùng từ trang, lượng từ trang này. Thứ hai là họ Trương. Chúng ta xem ví dụ bên dưới. papa ba đi Ba bà đến suy nào? Bố ơi, bố đi đâu vậy? Wo chu mai san trang phi chi trang Bố đi mua ba vé máy bay. San trang tiếng Việt mà nó ba vé máy bay không có cái lượng từ nào, không có đơn vị từ, nhưng tiếng Hoa ngay chỗ đó nó cần phải có từ trang. San ờ, trang phi chi piao. Wo men yao chuyên nào ya? Wo men yao chuyên nào ya? Chúng ta sắp đi đâu vậy? Giao cũng có nghĩa là sắp À, à, nợ với A phía đằng sau Nó có cái xu hướng à, Ăn qua cái chữ A đó luôn Cho nên chúng ta sẽ nghe là nở NẢ Xa cơ vệ Xa cơ là tháng sau Chúng ta đi thăm thầy Trương à, Như vậy là à, Cái từ Trương ở trên đó, Nó có nghĩa là lượng từ ba tấm vé máy bay Còn ở dưới là Trương đó là họ Trương 我不喜欢坐飞机呢我不喜欢坐飞机呢刚刚我没拍到刚刚我没拍到爸爸你去哪儿我去买三张飞机票我们要去哪儿呀下个月我们去看张老师我不喜欢坐飞机呢 Cái tiếp nữa chúng ta có từ thứ 9 đó là dỗ pheo. Hôm trước chúng ta có từ dỗ chỉ, à, bu cục gì đó có nghĩa là bưu điện. Còn bây giờ dỗ pheo là bưu phiếu có nghĩa là con tem. Một từ pheo này có rất nhiều nghĩa. Nó là cái phiếu hay là cái vé gì đó cũng được. Ví dụ như tiên diện pheo, vé xem phim, phê chi pheo, vé máy bay, fan pheo là cái phiếu cơm, sơ pheo là cái vé xe, dỗ dùng pheo là vé bơi, vân vân Rồi có nghĩa là con tem

muốn mua mấy con tem để gửi thư. xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Nì cơ cơ chuy nở là Tha chuy dấu chí là Tha chuy dấu chí cho sở mò Tha số giao mái <laughs> chỉ trang dấu phèo Chi xiên Chúng ta có từ thứ 10 đó là từ khoai Khoai âm hóa Việt là khối à, Khối À, nó có nghĩa là đồng là đơn vị tiền tệ một đồng hai đồng ba đồng đó và từ khoai này còn rất nhiều nghĩa khác nữa nó lượng từ ví dụ như một miếng một thỏi một mẫu một cục gì đó một viên gì đó đều được hay là kể cả một miếng đất là chỉ khoai ti một sắp vải là chỉ khoai pu cũng được mai mốt chúng ta sẽ tìm hiểu với, với những cái nghĩa đó sau chúng ta xem ví dụ bên dưới trời <laughs> trên sân san hình phiêu trời trên sân san hình phiêu lên Chiếc áo sơ mi này chen là lượng từ của sân sản là áo sơ mi. Chiếc áo sơ mi này rất đẹp. Nị cháy nở mài ta? Nị cháy nở mày ta? Bạn mua ở đâu vậy? Ở trong tiếng Hoa vẫn luôn nhắc là ở đâu trước. Nêu nơi chốn mới đều hành động. Như vậy là ở đâu? Dỗ men y Cái cửa hàng quần áo. Y phu là quần áo. Y phu là cửa hàng quần áo. Đối diện với bưu điện. Như vậy là tôi mua ở cửa hàng quần áo đối diện với bưu điện. Và tại có chữ đối diện y bưu điện Mãi ta. Quê bủ quê, quê bủ quê mắc không chúng ta cũng có thể nói là quê mà. Bủ thái quê, san su khoai. Bủ thái quê, san su à, không mắc lắm, à, 35 đồng thôi. 35 su ủ khoai. Miễn thiên, của cũng chú mày ý chèn. Miễn thiên, của cũng chú mày ý chèn. Ngày mai tôi cũng đi mua một chiếc tôi cũng đi mua một chiếc xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nè trên trên sân sân hình pheo lên đi chơi nào ta ở tại yếu chữ đối diện của ta quý 35 khoai Mình và đến đây mình xin kết thúc phần 1 trên 5 của bài 14. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. À, xin chúc mọi người học tốt cái môn ngoại ngữ này. À, thân chào!